Đấy, cứ công đông này. Ở trong cái tải nào ấy? Cái tải ốc hay là ở dưới? Tới 10 à? Tới 10 tùy à? Nhanh nhanh rồi các bạn này. Thôi ăn lên đi đấy. Ai ăn từng cái từ... Đi 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 đi. Mệt thì hốt mát đi đi. Mệt thì chê. Hả? Đi khâu mà thôi. Quay lên, quay lên chỗ đấy là từ hôm nay đưa lên view xong là kiếm triệu view à? Đây chưa? Dạ, 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 sủng điêu hỏi hả? Dê, dê sợ bia đâu rồi? Hả? Mỗi dê sợ huế thôi, còn bia huế quê rồi đấy. Dê mà huế đi là tiền là tạp đấy. Sáng thì uống bò húc là chết rồi. Đắp à, húc ác quá tôi để bù lại. Sáng nay bù lại. Lừa này chẳng đi kiếm phơi cho chú nữa. Bữa nay mâm rồi. Cách đầu đây là chưa? Đang hàng dài cây sáu chưa? Con đi bờ đợt cười tuần anh nhưng nhất ạ. Con đi tàng làm này. Nằm ở bên này cho nó nhắc. Bà Hôm giờ đi tuần du. Tuần du có tính cả chữ trò quê bật chân à. Còn tôi ta chỉ trò. Con trò chẳng ổn mấy. Mình vô viên rồi. Tôm giờ ăn tôm xong không làng ăn tiểu. Mình ha là hôm quan để thật làng. Ăn được tùy cơ. Anh đi về tiền thì chắc chẳng thiểu cái ăn nhỉ. Á đều hồ lộn đấy. Hôm giờ ủn chỉ thật. Đi qua anh đi con đặt xe thì mới được cái hạt tiêu được chụp cho nó. Nó ta thế đấy anh nhỉ? Em khảo thì như em bị cái này tù đấy. À lao bóng là tù. Vừa quê ta hạt tóm như qua thì cả đi con liếu là ý ngầm chắc mắc uốn. Đeo hơi tan nhá miệt tha lao tùng cường miệt. Mẹ mày lại cùi có mơ đuổi rồi. Mẹ ta chỗ nhá. Mẹ bên kèng chế đeo nàng tăng ăn là bỏ bó thím. Chỉ thế thì mà no này vậy. No. Mà là mình có người cho mình. Chơi nàng nhá, theo nó quan là nàng chứ. Mình ăn xong được thao ngoài ừ. Lao lại hỏi là đem có lông nhá. Đuổi lông nhá cả chú băng lại hỏi thì là nó nói là người to đuổi đi hỏi. Mới đủ băng là lại thì băng im hoảng nữa họ. Mốm được cả. Chơi nàng nhá, theo nó quan là nàng chứ. Cho nó mình nửa, mình lên mình nửa thôi. Nàng tai nhá. Một viên gạch. Thì ba bé anh thật lùn hổng xong. Hỏi thằng Trăng thôi. Đấy, nó ngàn mà. Như tỉnh mình nó đeo cao vậy đó. Mẹ nó luôn. Quay cho tôi là. Mới một em đây. Quay đâu rồi? Đây đây. Bác cầm lấy đôi đũa tác nghiệp thôi. Tác nghiệp thôi. Giờ đến giờ rồi. Nó, chị em tôi nó. Ôi đi 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 đi
làm cái cán vào thôi. Làm cái đấy. Làm cái đấy chứ. Làm nước. Làm bia quá mà. Làm nước. Hả? Đi. Uống. Uống cho khê đi. Lâu nay bỏ đạt đuổi. Càng làm đi. Này là nhóm tôi tua nhá, bỏ chứ. Buộc thay. Buộc thay không nữa ạ. Mức sọt quá. Nhà anh tất đấy. Giao lưu nhà. Ăn lửa đủ xa, ăn lửa ơi. Kiểu gì đó có. Đúng rồi, bây giờ nhá. Những này mà các cụ gặm chắc là nhiên buổi tốt rồi. Kể cho anh là được hạng rồi. Chào mà rơi lần giác hết rồi. Khi nào rơi lại chứ. Các bạn cứ cứ đầu tiên một lần đấy. Đầu tiên một lần. Đầu tiên một lần. Phải đảm liền đi chia nhau thì nói được. Mưa thảm mới quay được tí. Mưa thảm. Mưa phải mưa thảm. Gần ai mưa quay mưa thảm. Cái này là có cái tăng khá vừa như thô này à. Ok. Đáp thông bị ngã. Lá mốt cải có quả. Đi nè. Ngàn nữa rồi cái này. Đi nào. Trăm ba mươi. 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 Trăm ba Giới thiệu với tất cả mọi người, đây là đầu bếp Huy Tưởng. Anh là một đầu bếp rất là cứng ở trong chỉ độ 8 mẹ của Quang Tiến. Một khi anh đã vào bếp thì đã khẳng định luôn là những cái món ăn của anh làm ra ấy, thì có những cái hương vị nó đặc biệt và rất là ngon. À đấy, anh đang tác nghiệp. Đây là cái món bò xào. Đây chuyên nghiệp chưa? Ngay từ những cái cách mà anh gõ cái muôi thôi là thấy rất là chuyên nghiệp rồi. À, bây giờ là cái khâu bỏ dầu thêm của anh. Anh hiện tại đang rất là ngại trước cái ống kính, nên anh cười rất là tủm tỉm, rất là đẹp trai. Vậy là